Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hổ Thuận nha. Hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng mình trải nghiệm cảm giác trượt máng ở trên núi Tây Ninh nha mọi người. Chiều của mình là đi từ ở Điện Bà xuống tới chân núi nha. Thì giá vé từ ở đây trượt xuống tới dưới là 85.000 nha mọi người. Trượt trong vòng khoảng 10 phút thôi là tới chân núi rồi nha. Mình là đang trên đường đi vô khoáng trượt nha. Trượt lên nha mọi người. Dạ em gửi vé luôn rồi đó. Dạ cảm ơn. Dạ. Hôm nay xin mời mọi người cùng mình trải nghiệm máng trượt nha. Em đi một mình được không anh ạ? À? Dạ, cảm ơn. Ngồi sau đúng không? Ngồi sau. Dạ. À, cũng giống hát về an toàn. Dạ. Chuẩn bị đi nha mọi người. Wow. Đó không? Ở đây là mình đi một mình nha. Ở đây nó có hai cây cần hai bên nè. Ở đây mình chỉ cần đẩy tới trước thì là nó chạy. Còn nếu muốn thắng lại thì mình sẽ thả cái cây ra là tự nó thắng lại nha. Đang chạy một mình, vừa chạy vừa quay phim luôn mọi người. Wow, cảm giác là tuyệt vời. Đây. Hai thanh niên đang chạy lên trước, mình đang dí theo nè. Rất là sướng luôn mọi người. Không bao giờ mà chiếc xe trước với lại chiếc xe sau mà nó có thể chạm nhau được. Tại vì khi mà gần tới á thì nó sẽ tự thắng lại nha. Wow, nhanh quá. Thì bây giờ đang bị kẹt ở đây cho nên là chạy rất là chậm. Thì mình sử dụng cái chiêu mọi người. Lấy cái đầu gối của mình kẹp vô nha. Để lấy tay mình đẩy như vậy đó. Sướng lắm mọi người ơi. Đây thì tới chiếc xe của nó ở trước mặt rồi nè. Đó. Ơi. Hello. Wow mọi người nhìn nè, bầu trời xanh kìa, đã kìa. Bây giờ mình sẽ thắng từ từ lại và mình thả một cái đem này mình thắng lại ngay giữa đường. Mình sẽ thả một cái chớn. Chạy một cái vèo xuống luôn nè. Ghê sướng không? Đó, thì khoảng cách gần nhất của mình chỉ được tới đây thôi. Không thể nào gần hơn nữa được mọi người. Đây có bảng giảm tốc độ nè. Đây thì là những cái cáp treo cũ mọi người. Hiện tại thì nó không còn hoạt động nữa. Cáp treo này nè. Ở phía trước kia có một cái xe nó đứng luôn nè. Wow.
khá là mát nè. Đứng lại luôn. À, điểm để chụp hình mọi người. Kẹt xe ơi. Hello hello. Ai động luôn rồi. Ủa nãy cái là mình tưởng nó đụng không được, ai giờ đụng được mọi người, có thể đụng được nha. Hello, chụp hình hay, rất là tuyệt vời luôn mọi người ơi. À, cảm giác trải nghiệm rất là do món luôn nha. Mình chạy có một mình thôi. Ồ chỗ này mát nè, tuyệt vời. Ở đây các bạn giảm tốc độ nè. Mình đi xuống tới ga luôn rồi. Chạy nó cứ bị khừng khựng mọi người. Đây một điểm chụp ảnh tự động nữa. Tới nhà ga rồi mọi người ơi. À! Ủa sao nó không động ta? À. Đùng mày hả mày. Đụng cái nữa nè, đụng cái nữa nè. Ơi không đụng ta. À, giống như xe điện đụng. Chưa mở được đâu móc, lên trên kia qua mới giật trên kia mới được. À, mình xuống tới đây rồi mình vẫn chưa được mở mọi người. Phải qua cái điểm kết thúc này nè, mình mới mở đai an toàn được nha. Đây. Điểm kết thúc đây nè. Để mở đai an toàn. Cảm giác rất là sướng mọi người ơi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Ây da, nó bị trượt tới mọi người. Ây da, rất là sướng luôn đúng không mấy bồ? Ở đây có một dãy máng trượt nhưng mà chưa, chắc là đang chờ khai thác lúc đông hơn thì mấy chỗ nó sẽ chạy một vòng xong nó đi ngược trở lên trên kia nha mọi người. Mình sẽ lại mình xem mấy tấm ảnh nha. Nhìn cái mặt của mày chứ. Trời ơi trời, show đẹp nè, show đẹp. Đó. Mình ra lấy show. Ồ ừ, cái tấm này là mình đang nhìn vô camera luôn nè. Tấm này đẹp nè. Nãy giờ tao quay rồi gì lấy hình vậy nó phải. Đẹp đó. Thôi, cảm ơn anh nhiều ạ. À. Dạ rồi cảm ơn anh nhiều nha. Ok, trải nghiệm khá là sướng luôn mọi người ơi. Sướng không? Sướng không? Cái mặt của mày tê mà. Anh em cắn một mắt không cần nữa. Sướng. Đi lên thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ mới lên tới Điện Bà, đúng không? Khoảng 1 tiếng á. Tại vì thời gian mình nghỉ mệt rất là nhiều. Hôm nay đuối quá. Đi được có mấy bậc cái lũ cho nghỉ mệt. Đi từ ở dưới chân lên tới Điện Bà thôi mà nghĩ mà đau chắc cũng hơn chục quận á. Này đuối rồi. Đi xe ra hay là đi bộ ra? Tùy, đi xe ra luôn cũng được. Đi bộ ra luôn đi, cho khỏe. Đi bộ ra đó đói hồi đi ăn lẩu đuôi bò. Ăn nhiều quá. Wow, mọi người mà nhìn bầu trời xanh đẹp ghê không? Ok mọi người, mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người tiếp theo. Bye bye. Bye 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 nè. Bye bye. Bye bye.
Bye bye mọi người.